Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục xem đi lắp ráp 12 con giáp này các bạn. Đã vừa rồi mình setup đã lắp được 4 em rồi các bạn ạ. Đây, 4 em của mình đây. Gà này, trâu này, hổ này, chuột này rồi các bạn ạ. À, bên trên có cả em lợn của mình nữa là 5 em rồi các bạn ạ. Đây, đã vừa rồi mình có lắp em lắp ráp Lego, Lego em Felix này các bạn ạ. Ui dồi ôi, mình ghép trong vòng 10 giờ và ghép trong vòng ghép trong 2 ngày các bạn. Mình ghép mất 2 ngày. Hai ngày đấy thì mình mỗi ngày mình ghép mình bảo thấy là 5 tiếng để mình ghép cái em này. Trời ơi quá chi là mỏi các bạn ạ. Ghép xong em này trở lại từ đầu ngón tay của mình phải nói là rất là đau các bạn ạ. Thì ngày hôm nay hôm qua mình nghỉ mất một ngày thì hôm nay mình tiếp tục ra tập mới là ghép Lego em rắn nha các bạn nhé. Các bạn cùng đón xem nha các bạn nha. Ok. Bộ Lego này có mã số là 6573 nhé các bạn nhé. Có 617 mảnh ghép. Đấy. Bây giờ mình thử mở hộp ra nhé. Đấy, bên trong thì là sẽ là tờ hướng dẫn này các bạn. Đấy, tờ hướng dẫn này đây này. Tờ hướng dẫn này thì bao gồm là có 4 bước các bạn ạ. Bước 1, bước 2 này. Bước 3, bước 4 này các bạn. Đấy. Ok, mình bắt đầu vào ghép nha các bạn nha. Mấy em Lego 12 con giáp này có chiều cao khoảng 12cm các bạn ạ. Mảnh ghép của nó bé lắm, khoảng độ 8mm, 0,8cm đấy các bạn. Khuôn có độ chính xác rất cao, mảnh ghép vừa vặn với nhau. Các mảnh lắp ghép mịn, không có gờ nên rất là an toàn các bạn ạ. Tất cả các sản phẩm đều có hộp. Cơ bản hướng dẫn lắp ráp chi tiết rõ ràng và dễ hiểu. Độ tuổi để sử dụng phù hợp để chơi game như chơi cái Lego này các bạn thì là khoảng từ 6 tuổi trở lên. Một lưu ý là các bé dưới 5 tuổi thì ba mẹ nên cận kèm để phải kéo con chơi tránh tình trạng con cho mảnh ghép vào miệng nha các bạn nhé. Lợi ích của việc lắp ráp Lego này các bạn. Lắp ráp là loại đồ chơi xếp hình mô hình. Lắp ráp giúp trẻ có sự thông minh này, vừa giúp bé nên suy nghĩ logic hơn, sáng tạo này, tư duy khả năng kinh nhẫn, đúng không mọi người? Đấy, sáng tạo và linh hoạt hơn rất là nhiều các bạn ạ. Đặc biệt là những người lớn có thể cũng có thể chơi là giúp giảm căng thẳng mệt mỏi này. Ví dụ như mình chẳng hạn, mỗi ngày một ngày mình làm việc về vất vả, làm việc một ngày mỏi mệt, mình chơi mình cảm thấy nó bớt căng thẳng hơn rất là nhiều các bạn. Giảm stress cho người lớn cực kỳ hiệu quả luôn các bạn. Đấy, tăng khả năng quan sát các bạn hơn này. Đấy, lan tỏa đam mê. Mà không phải không chỉ riêng mô hình lắp ráp mấy con giáp thôi các bạn, có rất là nhiều các mô hình khác nữa cơ các bạn ạ. Nào thì Onpai cũng có này, Naruto này, robot Iron Man này, Batman các thứ, những nhân vật của Marvel cũng có các bạn nhé.
Ok, và đây là thành quả của mình nhé các bạn nhé. Thành quả của mình đây, em rắn này ok cụ thể không các bạn? Bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những tập tiếp theo nhé các bạn ạ. Các bạn nhé, các bạn nhớ ấn đăng ký và like kênh của mình để ủng hộ mình nha. Xin chào.